thì đồng tu giảng đường Hiếu Liêm. Chủ giảng là pháp sư Tịnh Không. Thời gian ngày 3 tháng 11 năm 2013. Địa điểm giảng đường Hiếu Liêm, Học hội Tịnh Thông Địa Tạng, Đại Bắc. Giảng đường Hiếu Liêm. À. học hội tịnh tông địa tạng là dưới sự lãnh đạo của cư sĩ hoàng chúng tôi tuy là lần đầu đến nơi này nhưng công đức mọi người làm ở bên đây chúng tôi đã sớm nghe đến rồi phật pháp Trong thời nay, suy di, điều này mọi người đều biết. Những dân sĩ có tâm đều khi vọng Phật giáo có thể hưng dựng trở lại làm cho xã hội này tốt đẹp hơn. Bất luận là đời trước hay đời này, thậm chí là những người trẻ ở tương lai đều có nguyện vọng này mong muốn này rất tốt suy tại sao lại suy vì chúng ta đã quên mất địa tạng bồ tát phật giáo đại thừa ở trung quốc là lấy tứ đại bồ tát làm biểu pháp chủ yếu tứ đại bồ tát này gồm địa tạng ở núi cửu hoa quán âm ở núi phổ đà văn thù ở núi ngũ đài và phổ hiền ở núi nga mi Tứ Đại Bồ Tát hợp lại Thì chính là Đại Thừa Thiếu một vị cũng không được Vậy phải bắt đầu học từ đâu? Phải bắt đầu học từ địa tạng Địa Là Đại Địa Bạn xem Đại Địa nuôi dưỡng dạng vật Cung cấp điều kiện sinh sống cho chúng ta đây là Đại căn Đại Bổn. Cho nên, Phật dùng địa tạng để biểu pháp. Đại biểu cho tâm địa chúng ta. Tâm địa chúng ta chính là Phật địa. Tâm này là Phật. Tâm này là Phật. Đây là tình độ tông đề ra trên kinh đại thừa phật tường nói hết thảy pháp từ tâm tượng sanh vũ trụ từ đâu đến dạng vật từ đâu đến sanh mạng từ đâu đến mình từ đâu đến phật nói cho chúng ta biết đến từ cùng một tự tánh tự tánh chính là chân tâm của chính mình chân tâm không có lớn nhỏ chân tâm không có trước sau chân tâm là bản thể của vũ trụ chân tâm không phải chấp ta cho nên ngũ căn phía trước của chúng ta duyên không được ngũ căn phía trước là mắt tai bụi lưỡi thân nó không phải là hiện tượng vật chất chúng ta không thấy được chúng ta không nghe được chúng ta cũng không ngửi được không nếm được không tiếp xúc được nó lại không phải là hiện tượng tinh thần cho nên thức thứ sáu của chúng ta nghĩ không tới thứ thứ sáu duyên không được à, những đồng thứ đồng mà đồng lục căn duyên đồng không được vậy đó ở đâu không chỗ nào không ở không lúc nào không tồn tại tịnh thông gọi nó là thường tịch quan thường nghĩa là gì không sanh không diệt đi gọi là thường không có hiện tượng sanh diệt Đi gọi là thường, tịch ý nghĩa là thanh tịnh. Thanh tịnh tịch diệt. Quang là quang minh chiếu khắp. Quang minh chiếu khắp, chúng ta cũng không nhìn thấy ánh sáng này. Các nhà khoa học nói với chúng ta sóng ánh sáng dài ngắn không giống nhau ánh sáng mà mắt thịt chúng ta có thể nhìn thấy là một khoảng ánh sáng vô cùng nhỏ hẹp những sóng dài thì chúng ta không nhìn thấy những sóng ngắn hơn thì chúng ta cũng không nhìn thấy không thể nói không nhìn thấy thì không có mọi người đã nhìn thấy ít quan chưa đã nhìn thấy tia tử ngoại chưa? Chúng ta không thấy được, nhưng quan sát thông qua trang thiết bị thì nó thật sự tồn tại. Cho nên sóng ánh sáng trong vũ trụ không giống nhau, là du lượng du biên. Nếu như chúng ta kiến tánh rồi, thì bạn sẽ hoàn toàn thấy được. Còn khi chưa kiến tánh. Thì những thứ mà lục căn của chúng ta tiếp xúc Với cảnh giới bên ngoài Là rất hạn độ Vô cùng nhỏ bé Phật nói với chúng ta Phật là chứng được cứu cánh viên mãn Nói cho chúng ta một chân tướng sự thật Cả vũ trụ cùng với chúng ta là một thể Chư Phật như Lai cùng với chúng ta là một thể, hết thảy chúng sanh cùng với chúng ta cũng là một thể. những côn trùng nhỏ, kỳ cối, hoa cỏ, núi sông, đại địa cùng với chúng ta là một thể. chúng ta đã mê nên không biết. vậy thì hết thảy chúng sanh hữu tình, con người thì càng không cần phải nói nữa, biết là một thể thì tất cả mọi oán hận sẽ hóa giải ngay. Xung đột sẽ không còn nữa. Vậy mới chân chánh đạt được hòa hợp. Trong Kinh Phật có nói hai câu. Đồng thể đại bi, vô duyên đại từ. Đây chính là tánh bổn thiện mà cổ nhân Trung Quốc chúng ta nói Tánh bổn thiện nghĩa là gì? Chính là đồng thể đại bi Vô duyên là tâm thương yêu không điều kiện Có thật hay không? Thật Ai đã thấy được? Phật đã thấy được Bồ Tát đã thấy được Đặc biệt những gì trong Kinh Đại Thừa nói là từ bát địa trở lên. Ý này chính là nói không phải chỉ có phật thấy được mà bác địa trở lên đều thấy được bác địa bồ tát ngũ địa bồ tát thập địa bồ tát đảnh giác bồ tát các ngài đều thấy được khi nào chúng ta chứng đắc được gia vị này rồi thì chúng ta cũng thấy được chúng ta nghĩ thử xem chúng ta cũng hy vọng thấy được đời này có hy vọng hay không có hy vọng Người mà không gặp được pháp môn tịnh độ Thì sẽ không có hy vọng Điều này khẳng định Đoạn hoặc chứng chân khó Mang theo nghiệp giảng sanh của tịnh tông Thì dễ Sanh đến thế giới tây phương cực lạc Sẽ được oai thần bộ nguyện của Phật A-di-đà gia trì Bạn liền bằng giới A-duy vị trí Bồ-Tát Điều này thật phi thường A duy việt trí Bồ Tát là viên chứng tam bất thoái gọi là A duy việt trí tức là không thoái chuyển vì bất thoái là tuyệt đối sẽ không thoái chuyển đến lục đạo hành bất thoái là tuyệt đối sẽ không thoái chuyển đến nhị thừa niệm bất thoái là niệm niệm đều hướng về vô thượng bồ đề dũng mạnh tinh tấn sự việc này thế tôn nói được rất rõ ràng trong kinh vua lượng thọ đặc biệt là bản hội tập của cư sĩ hạ liên cư quyết định không thể lơ là đây là thế tôn nhiều lần tuyên giảng đã được hội tập viên mãn cho nên chúng ta phải xem trọng phải cảm ơn Cư sĩ Hà Liên Cư Có người nói Ngài là Phổ Hiền Bồ Tát Tái Lai Tuy chúng ta chưa có chứng minh Nhưng Khi nhìn thấy sự hành trì Tu hành cả đời của Ngài Thì xác thực Có điểm giống với Phổ Hiền Bồ Tát bạn lấy 10 nguyện của Phổ Hiền Mang ra đối chiếu với Ngài Xác thực là làm được rất giống Chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là hội tập chú giải. Quý vị xem, ngày hội tập 83 loại kinh luận. 110 loại chú sớ của Tổ sư Đại Đức để chú giải cho bộ kinh vô lượng thọ. Vi diệu vô cùng. Lời trong chú giải, từng câu từng chữ đều có căn cứ, không phải tùy tiện nói hiếm có khó được chúng ta tin tưởng sâu sắc thời kỳ mạt pháp chín ngàn năm của thế tôn chỉ có bộ kinh này có thể giúp đắc độ thế nào gọi là đắc độ giảng sanh chính là đắc độ giảng sanh đến thế giới cực lạc một đời nhất định thành phật cho nên pháp môn này gọi là phật pháp thành tựu ngay đời này Tôi học Phật đã học 62 năm Giảng Kinh cũng đã giảng 55 năm Hiện nay thật sự đã rõ ràng Đã sáng tỏ rồi Chân chánh quy y tình độ Kinh luật khác tôi đều buông xuống Không xem nữa, không giảng nữa Tôi chuyên giảng tình độ Chuyên giảng bộ Kinh này Tôi chỉ có một hy vọng đó là dạng sanh thế giới cực lạc Thân cận A-di-đà Phật Vậy là tôi thấy mãn nguyện lắm rồi Nếu như đối với bộ kinh này Pháp môn này Lòng tin vẫn không đủ Vậy phải làm sao đây? Chúng ta suy nghĩ một chút Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Năm xưa còn ở đời Giảng kinh dạy học suốt 49 năm Vì sao vậy? chẳng qua chỉ là giúp chúng ta sanh khởi lòng tin đối với phật pháp chính là việc này lòng tin của chúng ta không đủ thì phải thâm nhập kinh tạng chân thật thâm nhập thấu triệt rồi thì lòng tin sẽ đủ bản thân tôi là một ví dụ từng bước dần dần lòng tin này mỗi năm sẽ không giống nhau mỗi năm thêm sâu hơn mỗi năm kiên cố hơn. Nếu bạn nói không dễ thâm nhập, rất khó. Hiện nay thế giới này, tà sư thuyết pháp như các sông hàng, rất dễ bị lừa. Rất dễ đi sai đường, đi đường tà. Vậy thì quá đáng tiếc. Cho nên, chúng ta quyết một lòng, chỉ một môn. Tôi ở Đài Trung với Thầy Lý 10 năm. Bộ kinh này là thầy truyền cho tôi Dũng là Hồi đó thầy Đã ở chùa Pháp Hoa Tại Đại Trung Giảng qua một lần Chú giải của thầy là Viết trong quyển kinh này Thầy đem quyển kinh này đưa cho tôi Thế nên quyển kinh này Rất nhiều người chưa từng nhìn thấy Khi thầy giảng sanh Tôi đã đi tìm quyển kinh này Lấy ra In mười 000 quyển Để kỷ niệm thầy Giúp cho rất nhiều đồng học nhìn thấy Thì còn có quyển này Giúp quyển này lưu thông ra ngoài Nhưng trong và ngoài nước có rất nhiều ý kiến phê bình về nó Chúng tôi quyết định không dao động Chúng tôi phải hộ trì pháp môn này Phải hộ trì quyển kinh này Ai dao động chứ tôi không dao động Ai thay đổi phương hướng Chứ phương hướng của tôi trước sau như một Làm tấm gương tốt cho mọi người Vậy thì tương lai có thành tựu. Vừa rồi, quốc sư ở Sri Lanka là Ngài Venbi Chandima. Hôm nay cũng gặp mặt ở sân bay. Ông ấy nói với tôi vì Đại học nanda Đại học Tôn Giáo. Tổng thống hy vọng có thể sớm xây dựng xong. Bởi vì tháng 11 năm tới Là sinh nhật 70 tuổi của Tổng thống Nếu như vào lúc này có thể xây dựng xong Thì Tổng thống rất vui Đây là một thành tựu trọng đại Đối với Phật giáo toàn thế giới Tôn giáo toàn thế giới Làm ra cống hiến vĩ đại nhất Cho nên mọi người Tôi khuyến khích mọi người Đây là một cơ hội tốt Cơ hội hiếm có khó gặp Chúng ta có tiền thì góp tiền Có sức thì góp sức Để ủng hộ xây dựng Bây giờ đã bắt đầu xây dựng rồi Hôm nay tôi mang tin tức đến cho Venbi Chandima Hy vọng sớm ngày xây xong Vừa hay Tổng thống cũng có hy vọng này Cách nghĩ của chúng ta hoàn toàn không bàn mà hợp tôi nghĩ có lẽ sẽ làm được thực sự phải hoàn thành trước thời hạn phải tìm thêm công nhân số người có đội công trình tăng thêm nhiều thì kiến trúc sẽ xây nhanh thôi tôi tin việc này không khó đại học này xây xong tôi nói nếu như tôi còn đủ sức khỏe có thì giảng thì tôi sẽ mở pháp môn tịnh độ ở trường này tôi khai giảng kinh vô lượng thọ tôi sẽ chuyên môn dạy quá trình này chúng ta dẫn đầu làm ảnh hưởng nghe nói hiện nay có mấy trăm người đăng ký là thầy giáo, không phải học sinh, đều muốn đến trường này để dạy học. Vậy thì chúng ta dẫn đầu cái gì? Dẫn một môn. Chúng ta chỉ dạy một môn này. Học sinh không cần nhiều, có thể có từ 3 đến 5 người kế tục. Vậy thì quá tốt rồi. Cho nên, hai trường học này sẽ gợi tác dụng rất lớn mục tiêu của đại học tôn giáo là đoàn kết tôn giáo là hy vọng đem tôn giáo tẩy đều quay về giáo dục tôn giáo học tập lẫn nhau hóa giải mâu thuẫn xung đột giúp cho tôn giáo đoàn kết mang lại sự an định hòa hợp cho toàn thế giới hóa giải hết thảy xung đột lớn nhỏ đây chính là tôn giáo làm ra cống hiến lớn nhất đối với nhân loại mục đích là ở chỗ này điều là việc tốt ngoại quốc làm được rồi trung quốc phải nhanh chóng làm theo cho nên nếu sri lanka đến cuối năm tới khai giảng thì chính thức bắt đầu làm tôi tin tưởng sau một năm trung quốc chúng ta cũng có tôi tin rằng các quốc gia đông nam á đều sẽ chịu ảnh hưởng sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới là việc tốt làm việc dẫn đầu này sẽ tu được du lượng công đức duyên quan trọng Vậy gốc rễ ở đâu? Hôm nay tôi đặc biệt nêu ra Gốc rễ là hiếu thân tôn sư của Địa Tạng Bồ Tát Tâm địa của mỗi một người chúng ta Đều có kho báo vô tận Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói Hết thảy chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai Kho báo trong tâm địa là du lượng trí tuệ, du lượng trí tuệ là mỗi cá nhân tẩy đều có, không ở bên ngoài. Bên ngoài cầu không được. Những thứ cầu ở bên ngoài là tri thức, từ nội tâm khai phát ra là trí tuệ. Cho nên giáo học của phương Đông, đặc biệt là Phật giáo, lý giới định tuệ, do giới được định, do định khai tuệ, trí tuệ khai rồi, thì không có gì không biết. Đại sư lục tổ Huệ Năng của Thiền Tông Từ nhà đường khai ngộ Ngài không biết chữ Không đọc qua sách Ở chỗ ngụ tổ Hoàng Mai Tám tháng Giảng đường của ngụ tổ Ngài không ghé qua Ngài không biết chữ Trong thiền đường của ngụ tổ Ngài cũng chưa ngồi qua một cây hương Ngài tu hành là tu ở đâu vậy? Ở trong nhà giả gạo, giả gạo chẻ củi Loại tu hành này gọi là phương pháp tu hành cao cấp Không biểu hiện hình tướng thì ai biết Chỉ có chính Ngài biết, ngũ tổ biết Ngoài ra không có người nào biết cả Ngài đã tu thành công Thành công chính là minh tâm kiến tánh Ngũ tổ biết được cho nên ngụ tổ muốn truyền pháp Bảo mọi người làm bài kệ Trong đàn kinh ghi chép rất rõ ràng Đến sau cùng Ngụ tổ đã đem y bác truyền cho ngài Vì sao vậy? Vì đã khai ngộ Làm sao mà khai ngộ? Giả gạo mà khai ngộ Trẻ dạ củi mà khai ngộ Thật tuyệt diệu bạn học theo Ngài đi giả gạo chẹn củi Bằng giả cả đời của công thể khai ngộ Vì sao Ngài lại khai ngộ? Trong Kinh giáo Đại Thừa Phật nói rất rõ ràng cho chúng ta Phàm phu giới Phật là một thể Là một không phải hai Mê rồi gọi là phàm phu Giác ngộ rồi gọi là Phật Chúng sanh và Phật không hai Bạn vốn dĩ là Phật vì sao lại biến thành phạm phu? Bởi vì bạn có phiền não Kiến tư phiền não Trần sa phiền não Du minh phiền não Ba loại phiền não này Làm chướng ngại tự tánh của bạn Cho nên quý vị biến thành phạm phu Bạn cái gì cũng không biết Vì thì phải làm sao để trở về với tự tánh Đem những phiền não này buông xuống Thì sẽ khôi phục tự tánh Cho nên Đại sư Huệ Năng khi giả gạo đã buông xuống Khi trẻ củi đã buông xuống Đối nhân sự thế qua lại với đại chúng Đã buông xuống Tu hành tu ở đâu Không ngoài người diệt già vật Tuy là bao gồm Hết thảy tất cả dạng pháp Thấy hết thảy người Đều là Phật Đà Chúng ta mỗi ngày niệm a di Đà Phật Thấy hết thảy chúng sanh mỗi mỗi đều là a di Đà Phật Thì mình liền trở thành a di Đà Phật rồi Mình nhìn chúng sanh này không thuận mắt còn ghét họ Không phải chúng sanh có vấn đề mà chính mình có vấn đề vọng tưởng phân biệt chấp trước đều khởi lên Đấy chính là Phạm Phu Đây là đang tạo nghiệp khi nào chúng ta có thể giống như Đại sư Huệ năng Lục căng, tiếp xúc với cảnh giới lục trần Không cởi tâm, không độc niệm, không phân biệt, không chấp trước Thì sẽ thành Phật Biết chữ hay không biết chữ không có liên quan Học kinh giáo hay không cũng không có liên quan Vậy thì ý nghĩa của học kinh giáo là học gì? Chân thật hiểu được học kinh giáo Dùng phương pháp học kinh giáo để thực tiện giới định tuệ đó chính là những gì mà Đại sư Huệ Năng tu Đọc Kinh chính là trì giới Kinh tụng được rất rõ ràng Không có tụng sai chữ Không có tụng sót chữ Mỗi ngày tụng 30 biến Như Kinh Vua Lượng Thọ Đến khi bạn tụng rất quen thuộc rồi Thì một biến sẽ tụng được tiếng đồng hồ 30 biến hết 15 tiếng đồng hồ. Một ngày có 15 tiếng đồng hồ, tâm ở trong kinh điển, không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Đi chẳng phải là tu định hay sao? Dùng cách đọc tụng để tu định. Sau khi định lâu rồi thì sẽ khai ngộ, mở rộng nữa là đại ngộ, rồi khai ngộ, minh tâm kiến tánh đã thành Phật. Khi vừa khai ngộ thì vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, tướng hảo trong tự tánh, tẩy đều hiện tiền. Pháp thế gian và dạ, suốt thế gian bạn hoàn toàn thông đạt, không có gì không thông. Phương pháp này, người hiện nay không tin tưởng, hiện nay không có người học. Đây là chân truyền của dư Phật Như Lai không có người học thì phật pháp sẽ bị đoạn mất chúng ta phải dẫn đầu chúng ta dùng phương pháp xưa để bồi dưỡng nhân tài phải giúp học trò khai ngộ không phải giúp học trò ghi nhớ bao nhiêu điều đó không có tác dụng là chết chúng ta phải học điều sống đừng học điều chết cho nên không có tâm hiếu không có tâm cung kính lại còn hoài nghi thì dù phật có đến dạy bạn cũng vô ích bạn không tiến vào được chân thật có tâm hiếu thuận tâm hiếu thuận nói ra dễ dàng nhưng làm thì khó không ai đi làm lần này cư sĩ hồ tiểu lâm ở hồng kông chúng ta một tuần đã ghi hình thành một bộ đĩa hoàn toàn là thực tiễn phật pháp ở trong đời sống phật pháp không phải là học suông bộ đĩa ấy sẽ rất mau được gợi đến bên đây được in ra rất nhiều mọi người khi trở về hãy nghe thật kỹ đó chính là gì là học phật nếu như không thể thực tiễn vào trong đời sống không thể thực tiễn với hết thảy người diệt và vật thì việc học phật của chúng ta sẽ là học suông là giả dạ, không phải thật chỉ làm ra dáng vẻ bề ngoài không có thực chất do đó học cả đời mà cũng không có tiến triển chút nào Vì não tập khí vẫn là y như cũ vậy thì làm sao có thể thành tựu cho được vì vậy phải chú trọng đến hiếu đạo của địa tạng lý việc này là nền tảng rồi sau đó nâng lên, lên cao là từ bi của quán thế âm bồ tát Đem đức thứ nhất của tự tánh Chính là tâm yêu thương Tâm yêu thương này là yêu thương chân thật Là yêu thương bình đẳng Không có phân biệt, không có chấp trước Tiếp đến, nâng lên một tầng nữa Là trí tuệ của văn thụ Bồ Tát Tâm yêu thương không có trí tuệ Thì sẽ phát sinh vấn đề người xưa nói rất hay cái gì là phật pháp từ bi làm gốc phương tiện làm cửa nhưng một khi không trí tuệ thì từ bi đa hòa hại phương tiện xuất hạ lưu không có trí tuệ thì không được do đó chúng ta phải học hiếu của địa tạng yêu thương của quán âm Trí tuệ của văn thù Rồi đem toàn bộ hợp lại Tự tiện trong đời sống thường ngày Thì đó chính là đại hạnh của phổ Hiền Hoàn toàn đã thực hiện được Đi gọi là chân thật học Phật Khi bạn không biết chân thật học Phật Thì ngày ngày tụng kinh cũng vô ích Có một chỗ tốt là so với mắng người tốt hơn một chút chân thật không đạt được lợi ích hy vọng mọi người nỗ lực đây là hiện nay chúng ta giảng kinh vô lượng thọ đúng lúc giảng đến đại sĩ thần quan sau cùng thế tôn nói với chúng ta một câu dạy bảo hay nhất nói cho chúng ta biết chúng ta ở trong một đời gặp phải khó khăn gặp phải sợ hãi thì hãy thành tâm thành ý dùng tâm trí thành tâm cung kính niệm nam mô đại bi quán thế âm bồ tát bồ tát sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề những chuyện như vậy ở trong hoàn cảnh hiện nay rất có khả năng gặp phải chúng ta luôn luôn nhớ nơi miệng khuyên bảo người khác nếu có gặp phải khó khăn gặp phải kinh sợ thì hãy nhất tâm chuyên niệm quán thế âm bồ tát người niệm phật thì niệm a di đà phật người không niệm phật thì khuyên họ niệm quán thế âm bồ tát vậy thì có thể giúp họ qua khỏi tai nạn buổi nói chuyện hôm nay tôi chia sẻ đến đây thôi Mỗi ngày giảng kinh Hy vọng mọi người có thời gian hãy nên nghe nhiều Chân thật muốn nghe hiểu Thì phải chân thành cung kính Không hoài nghi Thì thì sẽ nghe hiểu Những thứ này là chướng ngại của việc nghe kinh Đại sư Ấn Quang nói Một phần thành kính được một phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích mỗi người nghe kinh lợi ích đạt được không như nhau là do tâm cung kính của họ không giống nhau tâm chân thành cung kính không giống nhau không có khác biệt nào khác nam nữ già trẻ hiền ngu hay tốt xấu đều không phải chướng ngại chướng ngại là ở chỗ có mấy phần thành kính tốt rồi cảm ơn mọi người ban biên dịch pháp âm tuyên lưu diện độc phật tự Thiện quan